Mừng khai trương rồi hả? Vô. Chào tất cả mọi người, mình là Lộc Sơ Lô nè. Hôm nay mình có... Ủa, chuyện gì ồn dữ vậy? ...đến một buổi khai trương của Lão Đại. Ờ, chắc là mình là đàn em của Lão Đại nha. Chào. À, thằng Lộc Sa Đô nó đang live stream ở dưới đó Lão Đại. Ê, mày đi ra ngoài kêu tụi nó dẹp hết, đừng có làm ồn đây đó. Ủa, anh mua mấy cái ballet đó làm chi vậy Lão Đại? Anh mới nhập lô hàng mới. Để cái ballet đó để kê cho hàng nó an toàn, chứ lại dễ di chuyển nữa. Làm lớn á, là phải để ý luôn cả những cái chi tiết nhỏ nữa kìa, mới thành công được. Chứ lại cái này không phải là tôi mua, mà người khác tặng. Ủa, ai tặng anh vậy? Anh Minh Nhựa tới kìa, anh Minh Nhựa tới kìa. Nhớ Tào Tháo tới rồi đó. Chúc mừng Lão Đại khai trương Hồng Phát. Sau này có chuyện gì cứ gọi em. Cảm ơn cưng. Dạ. Hey, mày thấy gì không? Được có cái mã là chỉ trong không có gì hết á. Nghĩ sao đi khai trương mà không có đem quà, không có hoa, không có gì hết. Lão Đại có dặn anh là không có ăn bông gì hết. Chủ yếu trong đây là chứa tí mồi để đãi tiệc mọi người ăn hôm nay. Anh Minh Nhựa, anh giỡn với tôi hoài nó nhà hàng mà anh đang phải đựng mồi. À, anh tính lấy cái đó để anh đựng bia đúng không? Đem về nhà anh uống đúng không? Trời ơi, anh Minh ơi, anh Minh. Anh bào gì mà anh bào tới đây luôn vậy anh Minh? À, gửi mọi người mua anh tí mồi. Anh Minh nói có là có, mày đừng giỡn nha, anh Minh sống rất là tình nghĩa. Anh Minh để em cho mấy đứa nhỏ nó mua quà cho. Anh ăn gì cứ nói em, lát em kêu rồi ha. Rồi em cho tụi nó đem bia về nhà cho anh ha. Anh không cần làm gì hết á, để anh kêu tụi nó làm cho. Trong đó có nhiêu tiền em cứ lấy hết đi. Nhưng mà nhớ trả cái thùng lại cho anh. Trời, chắc chắn rồi, anh yên tâm em sẽ rửa sạch, để rửa đi cho anh luôn. Không nha, cái thùng đó có mùi tiền của anh là không được rửa. Anh Minh nói cái gì cũng đúng hết á. Đây đây đây, anh để em. Em nó rụt cho, ok. Dạ. Rụt đó anh thông cảm. Dạ anh Minh. Em biết anh đã lâu rồi, hôm nay mới có dịp hân hạnh gặp anh. Em xin phép mời anh. Em mời Minh, dạ. Nè, Minh, cảm ơn em đã không ngã ngại đường xa xôi tới đây để chúc mừng anh. Cũng đi chứ. Vô anh em, dạ, vô. Dạ, em mời Minh. À, Cường Củi. Nghe nói dạo này tiếng tâm bạn cũng dữ lắm rồi phải không? Cũng thường thôi bạn ơi. Nhờ anh em thương, với lại nhờ Lão Đại chiếu cố mà. Thì hôm nay sẵn dịp mình qua khai trương thì mình cũng muốn bàn cái chuyện làm ăn với bạn. Làm ăn? Dạo này mình nghe đồn bạn đang nắm trong tay mấy cái nhà hàng, quán bar, karaoke. Mà nếu trong đó không có cái gì giải trí thì cũng chán. Thành ra mình muốn hợp tác đưa hàng của mình vô trong đó tiêu thụ. Bạn thấy sao? Xin lỗi bạn trước nha. Tại vì bên cánh của mình bây giờ làm ăn kinh doanh hợp pháp, không có làm cái chuyện phi pháp nữa. Bạn thông cảm. Có cái gì đâu mà không được. Mình nói bạn nghe nè, bạn chỉ cần ok là mình đưa người của mình vô trong đó quản lý từ A đến Z. Có cái chuyện gì á mình chịu trách nhiệm, bạn đừng có lo. Chắc không được đâu bạn ơi, thông cảm cho mình nha. Bây giờ tao nói với mày như vậy luôn cho nó dễ nè. Tao sang chia với mày 50-50. Vậy là thoáng cho mày luôn rồi á. Bây giờ tao nói thẳng với mày cho mày hiểu. Nếu như tao muốn làm cái chuyện này thì thiếu gì người đưa hàng cho tao. Tao chỉ cần nói một tiếng thôi. Ngay cả thằng Đường Băng, thằng Đáng Khùng, nó sẵn sàng đem hàng qua cho tao. Nhưng mà tao không thích. Mày hiểu không? Đừng bao giờ nói chuyện này trước mặt tao nữa. Hôm nay ngày vui, đừng có bàn chuyện làm ăn nữa. Anh em chơi vui đi. Lão Đại à, em về quán có chút chuyện. Lão Đại đây với anh em nha. Dạ. Anh em hãy chơi vui vẻ nha. Ôi, gì vậy? Không ăn thì mang về. Phải không đại ca? Thằng này nó không nể mặt em vậy Lão Đại.
Thôi bỏ đi, tính nó là vậy mà, một là một, hai là hai, mày tìm mối khác đi ha. Thì nó cũng đúng mà, hôm nay ngày vui, đừng bàn chuyện làm ăn nữa, vô đi. Thôi mời anh em. Hồi nãy anh Cường củi nó láo á, hôm nay mình tha cho nó anh. Mà tao định đưa lô la cho nó mà nó không lấy, chắc tao gửi vàng mã cho nó vậy. Lộc sao đâu? Anh không quen mà. Anh nói với anh Cường Củi á, tụi bằng cáo âm mưu xử ảnh á. Rồi, để tao nói với anh này. Alo. Alo, Lộc sao đâu? Mày có sao không? Alo. Lấy đầu, lấy đầu. Tụi nó bị chơi. Alo, mày có sao không? Dạ dạ, không có gì, em bị trao bón, em đang nghĩa nó quên cái máy vậy thôi ạ. À. Cái gì vậy? Nó mắc ỉa. Má mày Lộc sao đâu? Mày làm gì trên thử vậy? Nó đi ỉa không ra. Mày làm như ai đâm nó vậy? Anh hai, tụi quảng cáo muốn chơi anh hai á. Anh thừa biết chuyện này mà. Để em kéo qua chơi phủ đầu nó luôn. Vậy nó chưa có làm gì mình, mình kiếm nó là đâu có được. Anh hai nó đúng á. Tao chỉ sợ nó chơi lén anh hai thôi. Sợ? Làm giang hồ mà sợ à? Một khi để chọn con đường này thì phải xác định một chân trong tù, một chân dưới địa ngục, còn sợ gì nữa. Dạ đoạn anh ơi. À, em có đặt đoạn cho anh hai đem ra lấy. Mày vô cơm ăn súng làm gì? Để bắn chết mẹ tụi bay chứ làm gì. Anh hai! Của tao đây, đừng hòng tụng ngưng cùng. Cái này quẹt tôm quẹt. Trả nè. Anh em giữ luôn, giữ thúng nha. Cơm không giữ nè. Giữ đi. Anh giữ luôn đi, anh không thấy đâu. Học quẹt. Không lấy tiền luôn. Nó lấy súng à, học quẹt mà. Tại em lo cho đại ca rồi. Mày bớt tào lao lại giùm tao đi. Mà khoan đã, khi nào là Dương Đông kích tay không? Là sao? Đợi em chút. Lo cho đại ca chứ. Chờ anh hai. Mày làm gì vậy? Thử độc. Sao mày ác quá vậy? Chó cũng có sinh mạng. Chó là bạn của chúng ta, giúp chúng ta giữ nhà. Nó là người anh em của tao, mày hiểu không? Tại sao mày làm chuyện đó? Xin lỗi à cậu Mau. Xin lỗi à, em xin lỗi à cậu. Thôi được rồi, mọi chuyện cũng ok hết rồi. Mời anh hai dùng. Mày làm gì vậy? Coi tao như chó hả? Tao ngang hàng với con chó hả? Mới nói anh em với con chó xong giờ. Ủa anh hai mới nói luôn á. Đúng rồi. Anh em. Đã là một tiếng anh em thì không thể nào giành miếng ăn của nhau. Đưa lại cho A Cẩu nhanh lên. Thôi. Để cho A Cẩu ăn đi, để cho người anh em của ta ăn đi. Còn tụi mình qua quán bà bảy ăn, bên đó an toàn. Dạ. Đó. Ở nhà có cơm sườn bì chả không ăn. Ra đây ăn cơm khổ qua. Nè ăn đi. Mời anh hai.
bán cơm cho con cô Bảy ơi, bỏ vô cái gỗ này nha. Chà, nó mua cơm đồng phim nữa đó hả? Dạ đúng rồi, ngày nào cũng vậy mà cô. Ê, cái gỗ mới mua hả? Dạ đúng rồi cô, gỗ này con mua của Long Thành đó cô, tốt lắm cô. Nhựa Long Thành là khỏi chê rồi. Dạ. Nó vừa đẹp, vừa bền mà vừa tốt nữa. Nó nói quê Bảy á hả, ai cũng xài cái này hết trơn á. Cái quán cơm này là bán được hai mấy năm rồi. Cái lúc anh mới bước chân vào hậu anh hay ghé đây lắm. Ủa, ai ghé đây ăn hả? Thu tiền bảo kê. Trời, cái quán cơm này mà anh hai cũng thu tiền bảo kê nữa trời. Ngoại mày mới bước ra giang hồ mà thu được bảo kê quán cơm là bảnh lắm rồi đó. Bảnh lắm hả anh hai? Trời, chân cành coi. Mày hét ai vậy mày? Từ từ tao lấy cho mày làm dữ vậy? Trời. Đội chủ rồi trời. Nghe nói chủ mới này cũng cô hồn lắm á. Dạ con xin lỗi, giỡn chơi. Né mày cười giống. Nói cho mày biết, hai hộp cơm của tao ngon hơn hộp cơm bà Bảy nha mày. Cơm chó lại ngon hơn mà. À, hôm nay có tiền dẫn mấy đứa này đi uống nước ha. Giờ làm sao? Hả? Sao là sao? Sao là sao? Nè à, bà làm gì vậy? Mày thiếu nợ tao, giờ hỏi sao là sao? Ê bà già, bà có quyền gì mà đánh đại ca tôi hả? Đại ca hả? Hôm nay mày đặt mướn mấy đứa này làm đàn em ha. Mày có mướn á thì mướn đứa nào có mặt nó hầm hố một chút xíu. Trời ơi, mướn chi mà mấy đứa lóc nhóc vậy vậy? Bà muốn gì bà già? Trời ơi con, mày đặt bắt trước giang hồ chi vậy? Bắt trước giang hồ mà cầm dao thì cầm không chặt. Làm vậy chi con? Này, giờ thì sao? Mày có trả tiền cho tao không? Dạ chị ơi, em nè không phải anh đó đâu. Ủa, sao mà giống nhau dữ vậy nè? coi như là nhầm người. À, xin lỗi nha, xin lỗi. Mày hả mày? Mày thiếu tao 80 triệu. Mày tính khi nào mày trả? Mày liệu mày trốn tao được không? Mày tưởng tao tìm không ra mày hả? Đi chè này luôn thay. Mày ngon thì mày trốn nữa đi. Kệ đi. Đi về, nay xui quá. Chị đợi em vài bữa nữa rồi em ráng em bữa em trả cho chị. Vài bữa. Chị tới chưa vậy? Em kêu rồi đó anh thầy. Anh đủ về đi. Dạ. Mày chuẩn bị ra đó. Đi qua đường đứng đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Yên tâm, em có cái hộp quạt nè. Xuống. Nghe anh đi. Dạ dạ. Chạy nó. Vô đây! Tụi bay vô đây, chạy! Tụi bay vô đây! Mẹ nè! Thằng Hoàng cáo với ông ai đó, để em kéo người qua chơi giúp mẹ nó luôn. Mày bình tĩnh đi. Mình không có chứng cứ. Qua đó làm mẫu sao nói chuyện với lão đại được. Chứ giờ không làm chừng nào làm anh hai? Để anh hai có chuyện mới làm hả? Mày kiếm tao làm gì Hoàng chó? Mình là cáo, Hoàng cáo, chứ không phải là chó. Mà mình nghĩ á, hai cái con đó nó ở trong hai cái môi trường khác nhau. Hôm nay mình gọi cho bạn á là để hỏi thăm coi bạn còn sống khỏe không mà. Thì ra là mày làm à. Bây giờ mày muốn gì? Nói thẳng ra đi. Gì vậy bạn? Anh em hỏi thăm nhau thôi mà. Có cái gì đâu. Mày gọi tao chỉ để hỏi thăm thôi hả? Thằng Hoàng cáo mà tao biết đâu phải vậy. Đúng là không có cái gì. Thì qua mắt được cường củi ha. Đúng là mình gọi không phải để hỏi thăm, mà là mình muốn xin bạn một cuộc hẹn đó bạn. Được. Bây giờ mày muốn tay đôi hay là hội đồng? Cho mày chọn sao? Ý cái gì vậy bạn? Mình gọi cho bạn á, ngày mốt là sinh nhật mình. Mình
ra mình muốn mời bạn qua dự sinh nhật mình á. Thiệp, mình sẽ gửi sau. Nhưng mà bạn nhớ đến á. Không có bạn á là mất vui á bạn. Mày đổ trăm số xuống cho tao. Làm gì? Hẹn Sơn gì anh hai? Nó mời sinh nhật. À không có nha. Gì sinh nhật hôm nay? Ý của nó là muốn anh hai tặng cho nó để bàn á. À, cháu chó này dở trò chắc luôn. Nay đừng đi. Không đi nó nói mình không nể nó. Rồi cái mối mình nữa. Chứ giờ sao giờ anh hai? Vậy nếu mà anh hai qua đó mà nó xử anh hai không chết á, mình nhờ lão đại phân xử được không? Mày nói nhảm gì vậy? Nó đã muốn chơi là chơi cho chết chứ. Mày chết mà không chết á. Ủa sao mấy anh trả nợ cho tôi vậy? Tại mày giống tao. Vậy là anh cũng nợ giống tôi hả? Là ngoại hình. Hai thằng bay giống nhau về ngoại hình à. Mày với lại anh hai tao giống nhau về ngoại hình. Mày không thấy hả mày? Vậy mấy anh muốn gì? Tụi tao muốn mày giả làm anh hai của tao. Là mấy anh muốn tôi gánh nợ cho mấy anh hả? Mày khùng vừa phải thôi. Tụi tao đã trả nợ cho mày rồi, tự nhiên người gánh nợ giùm tụi tao là nợ gì? Ai biết được, lỡ mấy anh nợ nhiều hơn tôi rồi đổi qua làm sao? Má đi. Bây giờ, ý của tụi tao là muốn mày làm đại ca thay thế cho anh Phương. Thôi, tôi làm thầy giáo mà tự nhiên giờ bắt tôi làm giang hồ sao làm được. Tôi không làm được đâu. Nè, mày muốn tụi tao trả nợ cho mày hả? Thôi cũng được, tôi làm. Nhưng mà tôi mới được nhận về trường này dạy à. Mà bây giờ tự nhiên đi làm giang hồ không dạy là mất công việc của tôi nữa. Không mấy anh dạy thế tôi được không? Hai sao anh hai? Sao được. Ngày xưa học giờ quên bà hết rồi lấy gì mà dạy. Ủa anh hai có đi học hả? Sao không có mày? Đúng rồi, anh hai có đi học hả mày? Không sao đâu, tôi dạy môn giáo dục công dân. Tôi có soạn giáo án sẵn rồi, anh chỉ cần dạy theo đó thôi à. Giáo dục công dân hả? Cái này chắc được á, tại tao cũng hay đi dạy đời người ta lắm. Không không? Được ha. Chốt đơn đi. Thôi có gì mà làm. Thằng Tí Đủ. Dạ. Dẫn nó đi, đào tạo nó sao cho giống tao. Nghe chưa? Dạ. Em dẫn anh hai đi cắt tóc. Chụp hình nó lại đi. Lên đường. Để em buộc dây cho đại ca. Thẳng người lên, không cần chào lại. Mở cửa. Tụi mày ra ngoài hết đi. Anh hai có chuyện muốn nói với tao. Tôi có chuyện gì nói. À có chuyện nói rồi à. Cái chỗ này là cái chỗ mà công ty mình hay công tác ở đây ha. Ừ đúng rồi. Nè, mày có chắc chắn là nhớ những chuyện mà tao dặn mày không vậy? Trời nhớ chứ. Tại tôi là giáo viên mà. Mấy cái giáo án mà soạn bài để dạy tôi nhớ nhanh lắm. Tốt. Vậy mày ăn mặc kiểu gì vậy? Là sao anh? Lột ra. Giang hồ mặc gì hả? Tôi tới rồi. Dạ. Phành ngực.
Giang hồ mày lịch sự dữ vậy? Một nút được không chứ? Hai nút là em bị dưới kiểm điểm á. Trong trường rồi. Rồi rồi, được được. Có thuốc không? Thuốc có chứ, lúc nào em cũng có thuốc bên người hết á. Đem ra đi. Anh hai, anh hay hút thuốc lắm. Anh dùng không? Thuốc gì vậy? Thuốc trị đau họng. Em giảng bài nhiều lắm nên là lúc nào cũng phải có bên mình hết á. Thuốc hút. Thuốc hút với giang hồ là cần thuốc hút chứ không có thuốc ho gì. Khùng hả? À, thuốc hút thì không có. Anh hai là anh hay hút thuốc lắm. Nếu mà mày không hút thuốc là sẽ bị phát hiện, đúng không? Biết hút thuốc không? Rồi sẵn tao dạy luôn nha. Nè, đầu tiên là mày cầm điếu thuốc bằng ba ngón như vậy, để cho nó chặt chẽ, được chưa? Sau đó mày để điếu thuốc ngay giữa trán. Rồi, tay nè, 90 độ, góc 90 độ, đẩy cao lên, đúng rồi, 90 độ. Sau đó từ từ kéo lại điếu thuốc, đi thẳng xuống xuống mũi, xuống bờ môi. Rồi, ngậm mũi. Hít hộp hơi sâu. Thở ra, làm mặt căng căng vô. Nhìn cái mặt tao nè. À, căng căng vô, đó. Khói lúc đó mày nhả ra mà mờ thôi, đừng có thả đậm quá, người ta sẽ thấy rất là giả chân, thấy chưa? Gì mà hút thuốc mà những quá trình nó phức tạp quá vậy anh trai? Mày thấy khó không? Khó. Tao giỡn mà. Có gì đâu căng vậy. Chỉ đơn giản là cầm điếu thuốc nè. Ừ. Rồi, đã được. À, vậy hả? Rồi, làm việc luôn đi. Mạnh mẽ lên, đúng vậy. Ngậm miệng đi. Đúng rồi, hút mạnh vô, hút mạnh vô, mạnh vô nữa. Nè, không có ho nha, gồng lên, không có ho để phát hiện á. Cái này có ngon gì đâu mà người ta thèm như trời. Ai biết đâu. Anh Cường, có đứa vào sòng bài của mình gian lận kìa anh. Nó kêu mày á. Rồi, bỏ đi. Đi. Gian lận hả mày? Anh Cường, thằng này gian lận ở sòng bài mình. Cái tay nào gian lận đưa ra. Mày nghe anh hai nói không? Anh Cường, anh tha cho em lần này nha anh Cường. Giữ chặt tao nó lại. Tha cho em nha anh. Chấp pháp. Gian lận, gian lận, gian lận nè. Tên gì? Dạ. Dạ, tính đi. Em tên Kiệt. Ai cho rút ra lại hả? Lớp mấy? Dạ em không có đi học anh ơi. Không đi học. Gian lận nè. Tại sao lại gian lận hả? Có hiểu cảm giác của người bị gian lận hay không? Em phải đặt em vào trong cái người bị hại. Người ta kiếm tiền thì người ta cũng phải đi làm. Có làm mới có ăn. Có làm thì mới có tiền. Có tiền mới vô đánh bài được. Mà tự nhiên vô đánh bài em lại gian lận. Em lại lấy hết tiền của người ta. Đến. Để yên cho tôi dạy. Khi em lấy những đồng tiền trở về, em xài em có cảm thấy thoải mái hay không? Hay là em xài những đồng tiền gian lận đó, đêm nào em cũng ngủ không được, em cắn đứt tinh thần, đúng không? Chắc nó cắn đứt. Để tôi dạy. Dạ, em xin lỗi. Bước ra ngoài kia rồi. Cả lớp tập trung. Trong cuộc sống của chúng ta cần phải làm nhiều việc tốt. Làm việc tốt có rất nhiều cách. Ở đây các bạn có ai đã từng làm việc tốt bao giờ chưa? Mời bạn. Dạ thưa thầy, em từng dắt mấy bà già qua đường. Hay, đó là một điều rất tốt. Các bạn hãy cho một tràng vỗ tay. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Có giỏi thì đi luôn nha. Ghi tên vô sổ ra bài. Chúng ta tiếp tục, ok? Trong những mối quan hệ trong xã hội, chúng ta cần thiết nhất là sự tin tưởng lẫn nhau. Anh hai. Mày đây làm gì? Em hỗ trợ anh hai nè. Rồi việc nhà sao? Em giao cho tí đủ hết rồi. Chứ thầy giáo nó ngáo ngá, nóng đập nó à. Rồi cái chuyện mà tao kêu mày điều tra chưa? Này, anh hai cứ việc yên tâm. Bao nhiêu sở thích, bao nhiêu cái tính cách của thằng thầy giáo là em ghi vô đó hết rồi đó. Mà thằng này ngộ lắm anh hai. Nó có một cái con nhỏ, nó cô giáo tên là Thủy, rất là thích nó. Nó cũng thích nhưng mà nó không dám tỏ tình. Nó ngại hay gì nhé. Mà đặc biệt nha, nè nè. Ở đây, có một thầy giám thị cực kỳ ghét thầy Phương.
Tại vì thầy giám thị này cũng thích cô Thủy. Thầy Phương, sao bây giờ đến giờ dạy rồi mà thầy vẫn chưa lên dạy? Sao thầy trễ nải quá vậy hả? Tôi đang lên dạy nè thầy. Đang lên dạy là phải đang đi lên. Còn này thầy đứng yên, thầy nán lại làm gì? Còn đây là ai đây hả? Dạ à, nhân viên vệ sinh mới. Lao công thì nói lao công. Sao lao công rồi, chổi đâu? Chổi nè. Chổi là để quét đường quét xá chứ không phải là để quét người. Anh hiểu không? Dạ, vậy chẳng may thầy tên gì ạ? À? Xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Xuân Vinh, tổng giám thị của trường tư thục chuyên giáo dục và đào tạo các em học sinh cá biệt Uy Long. Dưới tay tôi là cả ngàn học sinh. Đứng đó nhìn làm gì? Sao lao công mà không đi quét dọn đi? Còn thầy nữa, thầy Phương, thầy giơ tay thầy chào ai? Thân lắm hả? Tôi lên lớp dạy nha thầy. Thầy Phương, thầy chuẩn bị đi dạy hả? Tôi có chuẩn bị ít đồ ăn sáng này. Thầy ăn chung với tôi nha. Mấy cái món này toàn những món thầy thích ăn không á? Cô Thủy. Cô Thủy à? Thầy Phương chắc cũng đến giờ đi dạy, không có thời gian mà để ngồi ăn tán gẫu đâu. Hay là phần đồ ăn đó tôi với cô cùng nhau lên phòng giám thị để chúng ta ăn cùng nha. Thầy Phương, vậy thầy cứ dạy đi, xong rồi tôi đợi thầy ở dưới phòng giám thị á. Khi nào mà thầy dạy xong thì xuống ăn chung với tôi nha. Chứ đồ ăn nhiều lắm, một mình tôi ăn không hết. Tôi không hứa, nhưng mà sau khi dạy xong thì cũng có thể. Cô nè. Trời ơi, gương mặt xinh như thế này đừng có để tóc che đi nha. Thầy, cô Thủy, cô Thủy à, cô Thủy. Thằng này tao đập thức da mày chứ. Cả lớp. Em. Mày đứng lên đập thức da mày. Ngồi xuống đi. Bữa nay làm gì? Kiểm tra 15 phút thầy. Lấy hết đồ để trên bàn đi. Nhanh lên. Trong túi có gì móc hết đi. Chứng minh thư, giấy tờ, tùy thân gì đó móc hết đi. Kiểm tra 15 phút. Đông quá trời, sao kiểm tra 15 phút, kiểm tra hết nổi trời. Này làm khó giáo viên chứ không có học sinh đâu. Thôi giờ gì đi, tự giác đi. Trong người ai mà có đem kẹo rồi đồ đó thì móc ra sẵn đi nha. Chứ để hồi mà tôi kiểm tra thấy được rồi báo ngoan bắt hết á. Tự giác đi. Rồi có bóc qua nhà chút tôi cho kiểm tra. Không bị gì chứ. Cái gì? Ủa, mắc gì kiểm tra đồ tụi nó? Thì kiểm tra 15 phút. Kiểm tra 15 phút là kiểm tra bài cũ. Rồi bắt tụi nó làm trong vòng 15 phút, anh hai ghi cái đề ở trên bảng á. Hiểu chưa? Ủa chứ không phải là kiểm tra nó mang đồ mang theo đi theo hả? Đâu phải công an đâu anh hai. Anh hai rồi đó không đi học mà chắc luôn. Gì vậy? Có đi học đàng hoàng nha. Vậy vô làm giùm em đi. Rồi từ từ. Ê, mà ghi đề là ghi gì? Trời ơi, em ghi hết trong cuốn sổ á, anh hai cứ dựa vô đó mà làm. Em ghi từng ngày luôn á. Là ghi đúng vô cái đó là được đúng không? Đúng rồi, ghi lên trên bảng. Rồi, ok, được rồi. Này, em hỏi thiệt nè. Em có phải là thằng em mà anh hai tin tưởng và thương yêu nhất trong đám đàn em không? Mày bị điên hả? Trong đàn em của tao, mày với thằng Tí đủ là thân với tao nhất, tao thương hai thằng nhất, hỏi gì hỏi kỳ vậy? Vậy em hỏi anh hai một câu, anh hai trả lời thiệt em nha. Cái gì? Anh hai có đi học không? Tao chém chích mày rồi mày. Giỡn, dối. Gom đồ vô hết, gom đồ vô lại hết đi. Trời. Nói sao nghe vậy đi. Này nhiệt độ 40 độ C. Ê, uống chưa canh Libo rồi. Thầy ơi, ấy mình đi nó thẳng lên xíu được không thầy? Rồi, làm bài đi nha, 15 phút rồi nộp á. Tập trung làm bài đi. Không muốn rồi. Dạ thưa thầy. Gì? Bạn kêu nhìn bài em. Đứa này nhìn bài đứa này. Dạ đúng rồi thầy. Mệt mỏi quá.
Nó nhìn bài của mày hả? Dạ đúng rồi thầy. Nó là cái gì của mày? Dạ nó là bạn em. Bạn mày? Thân không? Dạ cũng thân. Thân sao mày sống chó quá vậy? Hả? Mày sống gì mà sống được hả? Là sao thầy? Mày, nó là bạn thân của mày, là anh em của mày. Một ngày là anh em, là suốt đời là anh em. Giàu sinh ra tử với nhau, tự nhiên giờ nhìn bài có chút xíu mà mày đi mét hả? Anh em trước mặt rồi âm thầm chặt cổ sau lưng hả? Hả? Sống kiểu đó mà sống vậy? Sống là phải có nghĩa khí. Nó nhìn bài của mày, mày có mất gì không? Dạ không thầy. Không mất rồi tự nhiên người đâm sau lưng nó làm gì? Mét làm cái gì? Dạ em sai hay nói sai vậy thầy? Mày sai chứ ai sai? Hả? Đứng đó tự kiểm điểm lại bản thân. Ngồi xuống tranh thủ chép bài vô trễ giờ vợ. Dạ cảm ơn thầy. Còn mày nha, sống rồi mới biết nghĩa khí, không có đâm lén bạn bè như vậy. Anh Cường Phương lo chép bài vô đi, còn mấy đứa lo làm bài đi. Đứa nào thân thì chép bài đứa kia. Nhiều quá thầy ơi. Cái gì nữa vậy mày? Lần này em chắc chắn 100% anh hai không có đi học. Ví dụ gì? Ủa rõ ràng cái thằng nhìn bài là cái thằng sai. Mày bậy như mày. Sao bậy? Trên đời tao ghét nhất là thằng nào sống không có nghĩa khí. Hiểu không? Mày đã bạn bè anh em nhau nhìn bài xíu mất mát gì? Rõ ràng cái thằng nhìn bài là thằng có lỗi. Lý do? Cái thằng nó học bài nguyên một đêm, nó thức nguyên một đêm nó học bài. Để ngày mai nó đi học nó không phải nhìn bài thằng học bài. Hoặc là cái thằng không học bài, cũng cái thằng mà không học bài nguyên một đêm á, qua ngày mai nó nhìn bài thằng học bài để nó bằng điểm cái thằng học bài. Qua thằng học bài nó sẽ buồn. Nó buồn sao? Nó buồn nó sẽ không thèm học bài nữa. Nguyên một lớp tan nát luôn. Lúc đó thằng không học bài nó sẽ là bằng điểm thằng học bài. Qua thằng học bài nó sẽ là... Mày tin mày nói nữa thôi tôi vô tôi chém luôn hai đứa không? Em trai. Nhưng mà anh hai ơi, rõ ràng là cái đứa nhìn bài là đứa sai. Sai chỗ nào? Tao vẫn chưa thấy nó sai chỗ nào luôn á. Bây giờ nói chung là bây giờ làm bài nó giống như đi đánh bài vậy đó. Thằng nào nhìn bài là nó sai. Đúng không? Như vậy là làm bài cũng giống như đánh bài. Đứa nào nhìn bài đứa đó sai. Chính xác. Vậy thà nói vậy đi. Lần này là em chắc chắn 102 không có đi học. Đi vô bây giờ. Thật sự mày à? Dạ kệ em đi. Mày đứng dậy. Trả bài lại cho ca. Đứng dậy. Còn mày ngồi xuống làm bài. Là sao thầy? Là mày sai chứ là cái gì? Hồi nãy thầy nói em đúng mà. Hồi nãy tao nói mày sai làm gì mày nhận? Tao phải nói như vậy. Thấy không? Đó là tao rào chứ tao phủ đầu thôi, tao thử thôi. Chứ nhìn bài người ta là mày sai. Tại vì học bài nó cũng giống như là đánh bài, làm bài thi nó cũng giống như là đánh bài vậy đó. Mày đánh bài mày nhìn người ta là mày chơi mất dạy rồi. Đúng không? Tự nhiên bây giờ mày làm bài thi mày nhìn bài người ta. Cái tay nào hồi nãy chép bài của bạn đâu? Đưa ra. Tay này. Đưa ra. Mày kìm tay nó lại. Đưa ra. Có nha. Có nha. Đồ thầy, thầy đánh cạnh mưa đậu luôn á. Ngồi xuống làm bài. Tụi tôi bay làm bài đi, nhìn lên chị. Thầy Phương ngồi đi. Hôm nay trên lớp có gì vui không thầy? Hôm nay lớp tôi có một học sinh trong lớp kiểm tra copy bài của bạn. Tôi buồn quá cô ơi. Có gì đâu mà buồn. Học sinh mà ngày xưa tụi mình đi học tụi mình cũng như thế mà đúng không? Cũng đúng. Thôi thầy ăn đi nào. À, cô đợi tôi xíu nha. Chị ơi, để tôi phụ cho, cái này không cẩn thận rớt là bể á. Dạ cảm ơn thầy nha, cái nhựa long thành này nó bền lắm. Em làm rớt mấy lần hoài cũng không sao hết trơn á. Vậy hả? Dạ. Rồi. Ê, thầy Vinh, chỗ này... Chỗ này của thầy Phương ngồi rồi, thầy đứng lên đi ra chỗ khác. Đứng lên đi ra chỗ khác luôn hả? Ừ. Nha. Chào thầy. Thầy Phương tốt bụng ghê á. Rồi, thôi, ăn nha. Thầy ăn đi cho nóng. Mới lấy le xong hả? À.
À, cô Thủy nè, chỗ đó của thầy Phương, chắc chỗ này không có ai nhỉ? Rồi, vậy được. Vô một khúc. À, khắc. À, thầy Phương à, hôm nay tôi nghe loáng thoáng là có người nói trong lớp thầy có hành vi bạo lực học đường. Tôi chỉ lấy cái nước khẻ khẻ thai học sinh thôi mà. Khẻ thai học sinh mà không bạo lực. Không được đánh học sinh dù chỉ là một cành hoa. Thầy Vinh, thầy có hơi khắt khe quá không? Khắt khe? Tôi không những khắt khe với học sinh, mà kể cả giáo viên mà hư đốn tôi cũng phải khắt khe. Thầy có thật sự tôn trọng tôi không vậy? Ủa, là sao thầy? Tôi muốn mời thầy lên phòng giám thị để làm bản tường trình cho sự việc này. Ăn cơm xong tôi lên tôi tường trình. Ngay bây giờ và ngay lập tức. Chắc không sao đâu thầy, có gì thầy cứ lên rồi ạ. Không sao. Lên làm tường trình. À, thế cô Thủy à? À, thầy Phương đi rồi chắc tôi ngồi đây ăn được chứ? Dạ, thầy cứ tự nhiên. Tôi phải tự nhiên chứ. À, cô Thủy. Hả? Cô làm gì đấy? Tôi mang lên phòng giám thị ăn với thầy Phương. Dù sao ở trong phòng giám thị cũng mát hơn ở đây mà. Tôi đi nha. À, nhưng mà đó là phòng tôi mà. Cô Thủy à? Thầy. Dưới kia quýnh lộn quá trời ông thầy. Thì sao? Thầy giám thị mà, bắt. Nè. Ở đâu à? Rồi, tao quẹo trái vô nè. Có cái hàng dừa đúng không? Nhà bên trái bên phải. Rồi thấy rồi. Mà bình thường mày kêu mẹ mày bằng má hay bằng mẹ? Rồi tao biết rồi. Mẹ ơi. Ủa, con về rồi đó hả? Ủa, mẹ là mẹ của con hả? Nói gì kỳ vậy? Mẹ. Mà mẹ. Nhà mình ngoài mẹ ra còn ai nữa không? Hả? Ba đâu? À, thì ra con nhớ ba hả? Chút vô thắp cho ông nén nhang nha hôn. Mẹ ăn uống gì chưa? Mẹ ăn rồi. Ủa, con chưa ăn gì hết á hả? Chưa, nhà con gì ăn không? Tại mẹ tưởng con đi làm về trễ như mấy lần trước con ăn ở ngoài rồi, nên mẹ không có nấu cơm. Ủa, không nấu cơm gì chứ mẹ ăn rồi là ăn cái gì? Thì mẹ ăn cơm nguội hồi sáng đó. Cái gì ăn cơm nguội? Mẹ già rồi, mẹ ăn ít lắm, ăn gì cũng được hết á. Thôi vậy con chờ mẹ xíu nha. Mẹ vô mẹ nấu một tí là có cơm à. Thôi. Mẹ ngồi đi, để con gọi đồ ăn về rồi ăn chung luôn. Thằng nó lạ lạ làm sao ta? Nhiều hả? Dạ của anh Trâm. Mày hai bữa cơm với anh Trâm mày. Kêu đặc biệt mà. Dạ cảm ơn anh. Sao bán mắt ký đầu mày đó. Nè con ăn thêm đi. Mẹ ăn đi. Mẹ ăn cơm nãy rồi, mẹ ăn cơm nguội sáng đó. Ăn thêm đi con. Mà nay con không đi dạy học thêm nữa hả? Ủa con có dạy thêm luôn hả? Hả? À, không. Cho nghỉ rồi, cho nghỉ một tuần. Ủa sao vậy con? Cho nó nghỉ, chừng nào tụi nó ngu lại thì con đi dạy. Thằng này nói chuyện kỳ cục à. Phương nè, sẵn con nói vậy thôi mẹ nói luôn nha. Đừng có trách mẹ nói nhiều như không rồi giận mẹ. Mẹ thấy như vậy nè, ấy con lỡ cho tụi nó nghỉ học rồi, cho nghỉ luôn đi. Tại con biết sao không, con phải dành thời gian mà dạy thêm đó, con giữ gìn sức khỏe. Chứ con cứ bỏ thời gian đó con đi làm lụng vất vả còng lưng kiếm tiền để lo bệnh cho mẹ, rồi lỡ như con bệnh á, rồi ai lo cho con? Mẹ già rồi, mẹ bệnh là đúng rồi. Tiện nhiêu mà lo cho đủ hả? Miễn là mỗi ngày con về con ăn cơm với mẹ đó là mẹ thấy vui rồi.
nha. Để từ lợi cũng tính. Ăn đi mà. Ừ, tính cái gì nữa, dậy đi. Rồi rồi, biết rồi, mày ăn đi. Ăn thêm nè. Mấy đứa cho thầy xin điếu thuốc rồi. Ơ thầy, tụi em mới hút có một xíu rồi thầy, tha tụi em thầy. À, là học sinh không được phép hút thuốc. Tại sao mấy đứa lại hút thuốc ở trong trường hả? Với cho dù ở ngoài trường đi nó cũng không được. Thuốc lá có gì tốt hả? Có gì ngon mà các em, cái nó dính vào nó, vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe. Biết bao nhiêu là cái chất độc hại nó thấm vô người. Thầy không hiểu các em suy nghĩ cái gì mà các em lại hút thuốc nữa. Tụi em lỡ có một lần rồi thầy. Đưa cái thuốc đây. Bỏ nghe chưa? Dạ. Lần này tôi tha cho đó. Coi nè. Dạ. Học quẹt nữa. Ủa chi thầy? Việc cỏ với việc tận gốc. Còn gói thuốc ở trong người không? Hết rồi thầy. Về lớp học đi. Dạ. Mà nè. Gì nữa thầy, tụi em đưa hết cho thầy rồi. Ngoài chỗ này tụi em còn cái chỗ nào mà hút thuốc kín đáo hơn nữa không? Chỗ này kín nhất rồi thầy. Về lớp đi. Ơi! Thầy đang làm cái quái quỷ gì vậy? Mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu. Thầy biết tôi nghĩ gì? Hả? Thầy nghĩ tôi đang hút thuốc đúng không? Rành rành ra vậy rồi. Nghĩ gì nữa? Không không không. Đây là quy định của nhà trường mà thầy. Không không không, tôi không hút thuốc thầy ạ. Tại vì lúc nãy tôi đi ngang đây thấy một đám học sinh nó hút thuốc ở đây. Tôi mới lại tôi tịch thu thuốc lá. Tôi đuổi tụi nó về lớp. Xong rồi tôi mới suy nghĩ là thuốc lá này có cái gì ngon. Tôi đặt câu hỏi trong đầu tôi, thuốc lá có cái gì ngon mà nhiều người lại dính vào nó như vậy. Thế là tôi thử. Tôi thử cho cái đứa nó hít vào. Tôi cảm thấy cái này nó kinh tởm quá. Đúng rồi. Mà tôi không hiểu tại sao tụi nhỏ nó hút cái này được luôn á. Chính xác. Nhưng mà thử thuốc thì mình chỉ nên bập bập đầu môi thôi. Cứ sao thầy lại rít sâu đến thế? Rít là sao thầy, tôi nào biết. Vậy thôi thì không quen thì mình bỏ đi nhá. Phải bỏ chứ. Phải bỏ chứ. Tôi không hiểu tại sao mà người ta lại ghiền như vậy. Mình bỏ đi. Nè, sẵn đứng đây canh học sinh hút thuốc luôn hả? Đúng rồi, tôi sợ cái giờ này là tụi nó ra mấy cái góc này tụi nó hút thuốc đó thầy. Thôi tôi đi. Dạ, chào thầy. Giải thích đi. Thực ra thì đó giờ tôi không biết hút thuốc. Đưa gói thuốc đây. Hộp quẹt. Việc cỏ phải việc tận gốc. Hai thầy đang làm cái gì đấy? À, cô Thủy à? À, cô Thủy à.
Nãy tôi đi ngang đây tôi thấy thầy Vinh đang cầm điếu thuốc đang cháy rồi dưới gói thuốc này nè. Mà tôi không biết thầy Vinh có hút hay không, nhưng mà tôi sợ là khi mà học sinh đi ngang thì thấy những cảnh này không hay cho lắm. Trời ơi, mùi thuốc khó chịu quá thầy Vinh ơi. Thầy là giám thị mà thầy hút thuốc như thế này thì tư cách đâu mà thầy dạy dỗ học sinh trong trường mình nữa hả thầy Vinh? Không phải, tôi có hiểu lầm rồi, cái này là thầy... Hiểu lầm cái gì nữa, điếu thuốc đang trên tay thầy mà hiểu lầm cái gì, thầy dập luôn đi. Cô ơi, tôi bị dị ứng khói thuốc lá. Trời ơi. Nên tôi đứng đây hồi tôi chịu không nổi đâu. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không cô? Đi lại lên thầy Phương. Thầy Vinh ạ, nếu mà mai mốt thầy có thèm thuốc quá thì thầy có thể ra ngoài hút nha. Để học sinh thấy không hay cho lắm. Tôi chào thầy. Cô Thủy à? Đi cô ạ. Trường này. Ôi, này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có tiết học ngoại khóa. Chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề là cộng đồng mạng. Em, đứng dậy. Em thầy. Em hãy kể cho cả lớp nghe về idol mạng của em. Không giấu gì thầy, idol của em đó là anh Lộc Shadow. Yeah. Thằng Lộc Shadow đó có gì để em idol? Thầy, tại thầy không có trong giới giang hồ nên thầy không có biết. Anh Lộc Shadow của em á là người nổi tiếng trong cái giới giang hồ. Nhờ có mấy cái clip ảnh đóng á mà tụi em mới biết được là cuộc sống của những cái anh hùng trong giang hồ như thế nào. Thầy biết không, mấy cái anh đó hả, có những cái kiểu tóc rất là xì tai, xong rồi có những cái điệu nhảy rất là sôi động và nhiệt huyết. Mà điều đặc biệt á là nhờ có mấy ảnh á, tụi em mới biết là tình nghĩa anh em trong giang hồ nó quan trọng như thế nào. Ví dụ thầy mà đụng tới một trong những anh em giang hồ á là mấy ảnh xách mã tấu tới nhà thầy chém thầy luôn. Đó là trên live stream. Còn em biết giang hồ ở ngoài người ta sống như thế nào không? Thì trên phim sao thì ở ngoài cũng vậy mà thầy. Sai. Phim là phim, còn ngoài là ở ngoài. Phim giang hồ, người ta thường sử dụng nhiều cảnh hành động, những cảnh đâm chém nhau để cho khán giả người ta xem. Và khán giả là ai? Là những người lớn, những người đủ nhận thức để biết đó là phim. Còn các em xem là các em xem để bắt chước. Các em không biết đâu là thật, đâu là giả. Các em chỉ thấy trong phim làm sao, trên livestream làm sao em bắt chước theo. Cái đó là sai. Phim là để cho người đủ nhận thức để người ta xem. Ở đây chắc nhiều người biết Lộc Shadow lắm đúng không? Đúng đúng rồi thầy. Tụi em biết giang hồ sợ nhất là cái gì không? Những người đại ca giang hồ người ta sợ nhất là sự nổi tiếng. Lạ lắm đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì họ có rất nhiều cơ sở làm ăn. Có gia đình, có con, có vợ, có ba mẹ. Nếu mà quá nổi tiếng thì chẳng khác nào những ba mẹ, con cái, vợ của họ sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Đúng không? Thế thì Lộc Shadow có phải là đại ca giang hồ hay không? Thì còn idol nữa không? Phải như vậy nha. Ê chà, nãy giảng hay quá trời, giảng đạo à, giáo dục công dân đồ chứ. Giảng gì đâu mà đạo lý làm người á, giảng như là giang hồ thiệt vậy ta. Tôi là giáo viên, không phải giang hồ. Đúng rồi. Tại vì tôi sống ở khu lao động, có nhiều người trong xã hội nên tôi thấy họ sống sao tôi kể lại cho tụi nhỏ nghe. Chứ để tụi nhỏ xem live stream rồi xem phim rồi có cái nhìn nhận sai về giang hồ rồi bắt chước theo thì không hay. Vậy chắc anh không biết Lộc Shadow rồi. Nó là gì tôi phải biết nó. Phải hay lắm trời. Anh Lộc Shadow hả? Nói cho anh biết, con của Lộc Shadow đang học ở trường này nè. Thì sao? Tôi thách anh dám đụng nó luôn á. Nè, tôi nói cho anh biết nha, anh mà dở trò khẽ tay á nha, mà khẽ trúng con của Lộc Shadow á, thì bây giờ anh không phải là ngồi trên phòng của tôi mà để viết bản tường trình đó, mà anh viết giấy viện phí đó. Thôi nè, nói cho anh biết. Biết cái gì không? Vậy là rác. Con của Lộc Shadow xả rác.
Tôi đâu dám la nó. Tôi phải đi lục. Thấy không? Đây, rác một ngày của nó ở trường này đó. Ủa gì à anh này? Dạ thôi. Không có gì đâu. Về cháu. Không có gì đâu. Thôi chào thầy, tôi đi về. Ê khoan đã, anh Lộc Shadow tới kìa. Dạ em chào Lộc Shadow, chúc anh một ngày vui. Con anh trưởng ngoan lắm, em lo cho nó từ A đến Z hết trơn à. Nhưng mà anh biết sao không, dạo này trường em xuất hiện một số thành phần giáo viên mới á, không biết là con ai á, cho nên nó hay có những cái động thái rất là kỳ quặc. Em sợ một ngày nào đó không có em ở đó, nó đánh luôn con của anh à. Nào dám vậy? Dạ đấy. Dạ anh hai. Bữa nay được gặp anh mừng quá trời. Bữa nào có nhậu cho em nhậu ké nha anh hai. Mày được ngồi chung mâm với tao hả? Dạ em không dám, nhưng bữa nào có cần gì giúp á em giúp anh hai. Mày giúp được tao hả? Bữa nay em nói cái gì cũng sai á. Có gì mốt về anh hai hú em cái á. Tao nghe nói dạo này mày hay livestream nói chuyện giang hồ lắm đúng không? Mày nổi tiếng lắm đúng không? Dạ có kiếm cơm nuôi con anh. Kiếm cơm thì kiếm cơm, nhưng mà cái gì có ha nói. Dạ. Nói quậy là cho đàn em xử mày đó. Dạ anh hai, em xin lỗi anh hai, em mốt em không dám vậy nữa đâu anh hai. Đứng về đây, ở đây trường học. À dạ. Vô trường học thì ai cũng như ai, bình đẳng như ai. Con mày quậy thì vẫn phải xử. Dạ. Mày tính là ông nội đây hả? Dạ em không dám. Bước lao láo rồi nha. Dạ. Dạ anh hai về. Có gì? Vô quét rác trong trường đi. Ủa anh cô quẹo, anh cũng ở đây nữa hả? Tao mà. Hồi nay anh để râu nhìn không ra luôn á. Có gì muốn hú cho em đi với anh cô. Mày có cửa đi với tao hả? Dạ không dám đi. Hụ để gì hụ á. Thôi mày đi với tao người ta la chết. Ai dám la anh hai, xử nó hết mình luôn á. Có mày giám thị nó la thôi chứ ai la. Trường này có mình là giám thị à. Ra đây anh nói chuyện mày xíu. Dạ sao vậy? Ở đây. Sao xe anh có cần gỡ? Để đó đi, không ai dám lấy xe anh đâu. Đây đâu. Này mua trà sữa. Ờ đúng rồi. Nói mày rồi, ngoài con anh ra, còn anh hai với anh khu queo nữa nha. Dạ. Ba. Ba mới học về. Mày làm gì ra lâu vậy? Nãy thầy Vinh cho con uống ly trà sữa ba. Đúng rồi, đúng rồi. Mà tự nhiên nó bụng đi quá trời đi luôn. Đi, đi, hôm nay mình ra làm cái nữa. Dạ. Trời ơi trời. Này, tình hình sao rồi? Thầy giáo nó bắt đầu vô nguồn rồi đó. Tối nay bảo đảm hoàn cảo nó không nhận ra đâu. Tối nay hả? Dạ. Gì mà nhanh dữ vậy? Mà anh hai yên tâm đi, tí đủ nó lo chuyện này được mà. Tối nay mày khỏi đi với tao, đi qua hỗ trợ tí đủ đi, đừng để cho Phương có chuyện nha. Ủa em đâu cần thiết đâu anh hai, nó là thế. Tao nói sao nghe vậy đi. Dạ. Khỉ gió nó kiếm chuyện với anh hai nữa kìa. Để em chơi nó luôn cho lẹ. Rồi về đi. Để coi nó làm gì được anh. À, mình kiếm chỗ nói chuyện thầy Phương vậy. Ổn này. Ổn mà. Chuyện gì? Chà, anh Phương, em mời anh đi thuốc. Đi gì đây?
Không phải em nhùng gì đâu, nhưng mà anh Lộc Shadow có gửi lời với em là chăm sóc anh Phương cho kỹ, nếu không em mất xác với anh Lộc Shadow. Đồng nghiệp với nhau, cứ kêu anh với tôi được rồi, đừng có xưng em cho mất công. Dạ tôi hiểu rồi anh Phương, thầy Phương à. Dạ tôi có mắt như mù, bấy lâu nay tôi không biết thầy Phương ố yeah, đến vậy. Có gì thầy Phương bỏ qua cho thôi. Thì hai thầy đang làm cái gì đấy? Cô Thủy tha lỗi cho tôi à, thầy Phương lại bắt gặp tôi hút thuốc rất là ngấu nghiến ở đây à. Ôi trời ơi thầy Vinh ơi, thầy mà như thế nữa thì làm sao mà thầy đi dạy người ta được? Dạ tôi thật là quá quách ngờ ngợt ạ. Tôi xin hứa là tôi rít hết điếu này rồi tôi sẽ cuốn gói đi ngay. Thì thôi lỡ lần này thôi, tôi biết thầy đang thèm thuốc nhưng mà thật sự thuốc này rất là độc hại nên thôi thì thầy hút hết điếu này thôi, còn cái này đưa cho tôi. Dạ tôi sẽ đem vứt đi. Yeah. Từ đây sao bỏ thuốc giùm tôi nha. Yeah. Ừ, thầy hút đi. Cô cho phép thầy hút hết điếu này đi, rồi thầy bỏ từ từ chứ bỏ ngang cũng khó lắm. Thầy hút đi. Có mọi người ở đây tôi hút cảm thấy không được thoải mái và tự nhiên á. Thôi, mình đi nha cô. Cô đi đi để tránh khói thuốc làm da mặt cô. Em mua đồ ăn nè, hai anh em ăn chung. Dọn ra đi. Mày mua đồ ăn ít gì rồi sao tao ăn đủ? Này để tao ăn, mày đi ra ngoài tự ăn đi. Ok anh hai. Cô Thủy, cô ăn gì chưa? Tôi lỡ mua đồ ăn nhiều quá rồi giờ ăn không hết. Cô ăn với tôi nha. Cảm ơn thầy nha. Tôi xong rồi á, chuyện ở đây là thầy còn nhiều tiết không? Còn. Thầy, đừng buồn, ảnh anh lớn mà. Chúng đi. Thầy Phương. Tôi không có làm gì sai hết, tôi không có viết kiểm điểm gì. Không phải, chẳng qua là tôi thấy thầy Phương và cô Thủy ăn có vẻ khô khan quá nên tôi có chút nước mọn muốn gửi thầy cô để uống lấy thảo à. Cảm ơn thầy nha. Thôi ngồi ăn chung tụi tôi cho vui. Thôi. Dạ tôi no mất tiêu rồi à. Thôi cảm ơn nha. Dạ. Ừ. Cứ thấy đi thầy Phương đi. Cho tôi mì em ơi. Có mì chưa vậy em ơi? Mẹ ơi, nay con về sớm nè, có mua đồ ăn nữa, khỏi nấu cơm nha. Trời ơi, mẹ, giống vô trong ngủ rồi tự nhiên ngồi đợi con rồi cố gục luôn vậy. Mua đồ ăn về nè, ăn chung con luôn nha. Mẹ sao vậy mẹ?
Không cần phải chào. À, Cường Cối, hôm nay sao tới sớm vậy ta? Chúc mừng sinh nhật quảng cáo. Quảng cáo? Quảng cáo? Chúc mừng sinh nhật quảng cáo. Ủa sao nay sinh nhật mà không thấy khách gì hết vậy? Sinh nhật này là tao tổ chức riêng cho mày. Nó làm riêng cho mình luôn hả? Anh hai em nói là có món quà tặng cho anh. Tao đâu có cần mấy thứ này. Mày đem tới đây làm chi? Tao nói rồi không nghe. Thường sinh nhật của người ta là người ta thích tặng mấy cái xà bông cục hay gì đó, dầu gội đầu gì đó, tự nhiên mua cái... Cháu mà cứ cãi cãi không. Ví dụ thằng quà tôi rành lắm. Giờ mày muốn sao? Tao muốn quà của tao là phải vô trong khu của tụi bay làm ăn. Tụi bay thấy sao? Trời ơi, làm chung vui quá trời coi, đúng không? Tụi làm chung vui. Đại ca của em nói là không. Tao muốn nghe chính miệng thằng Cường Củi nói là được hay là không. Không. Nó mới nói không rồi điếc rồi vô nghe ông nội. Nó mới nói không nãy giờ đó. Được. Vô đây. Chết chung. Chết chung cho vui. Sinh nhật đang vui mà căng thẳng. Đúng. Chưa có bánh kem luôn á. Đi. Nhanh. Vô đây chết chung cho vui. Chém cho chết chung chơi. Nhào vô. Chạy nhanh lên. Là lũ đàn giả. Tụi mày gì rồi đó. Chạy đi. Chạy nhanh lên. Chạy. Tách ra. Nhanh lên. Sao lại là anh hai? Ủa, anh hai, sao thằng Phương đâu? Tách ra. Anh hai vậy? Ủa, anh Cường, sao anh đây vậy? Người ở đây phải là tao. Còn mày, phải về bệnh viện lo cho mẹ của mày. Mẹ tôi sao? Mẹ mày giấu mày không chạy thận mấy bữa nay. Bác sĩ nói là cần phải mổ gấp. Tôi phải về với mẹ. Thôi đã. Người vào bệnh viện chăm sóc cho mẹ phải là thằng Phương, chứ không phải là thằng Cường. Chuyện của mình thì mình chịu, không thể nào bắt người khác chịu thay mình được. Với lại né được một lần thì cũng không né được cả đời. Mình phải đối mặt. Dạ em hiểu rồi. Hả, là anh hai với mày phần mềm á, chứ anh hai có gì á em sống chết với nó luôn. Rồi giờ vụ quảng cáo sao anh hai? Thì bây giờ nó đã ra mặt rồi, mình cứ theo luật mà chơi thôi. Mày gọi người đi, ngày mai qua làm nó. Dạ anh hai. Ủa còn thầy Phương sao anh hai? Nó đang lo cho mẹ của nó. Dạ. Cảm ơn nhiều. Thằng này chết linh lắm ở nhà anh hai. Ê,
đi đánh lộn không? Nó có tuổi gì. Thầy xin chúc mừng lớp của chúng ta đã đạt thành tích 100% tốt nghiệp. Chúc mừng. Khoan đã. Chào mọi người. Chào thầy Phương. Chúc mừng lớp chúng ta không những là đạt học lực tốt nhất khối mà còn là đạt hạnh kiểm tốt nhất trường. Cảm ơn thầy. Không dạ. Mình ăn nha mọi người. Thầy Phương. Không thầy. Thầy Phương bên đây. Thầy ăn dài đi. Ăn nữa. Dạ không dám. Người ơi, hay quá. Vui nha. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn cũng biết là mấy cái rổ nhựa này thì đi đâu hầu như là các bạn cũng thấy đúng không? Nó là một cái vật liệu rất là quen thuộc ở trong cuộc sống của mình nhờ. Quen thuộc đúng rồi, tại vì nó rất là thiết yếu. Nó có thể xài vào bất cứ việc gì, mình đựng đồ này, mình đựng đồ kia đúng không? Và đặc biệt là nhựa mà mình hay thấy là nhựa Long Thành nha các bạn. Nói chung là tôi chỉ có ấn tượng với cái pallet thôi. Tại vì cái đó trong mấy cái công ty người ta bỏ đồ dễ vỡ vô, không có sợ vỡ, không có dễ va chạm đâu, tại vì nó rất là chắc chắn. Mấy cái cẩu lên cũng đơn giản và hiệu quả nữa. Với cái thùng nhựa mà của anh Minh Nhựa xách đi nhìn nào. Cái đó nó có dán nhiều cái sticker rất là đẹp. Cảm ơn Nhựa Long Thành cũng như là anh Minh Nhựa đã đồng hành cùng Pháp TV trong số lần này. Hẹn gặp các bạn trong số lần sau nhé. Nhớ like và subscribe cho Pháp TV nha. Bye. Thì xin cho ngáp cái subscribe nha. Đặt mua các sản phẩm thời trang của Pháp TV tại pháp studio.vn. Chúng ta đặt hai bên luôn anh ha. Lo đi.
vị trí không ai đứng được á, phải chịu được cái sức ép không ai chịu được. Nên là đứng ở trong kẹt nghe chật chội lắm. Cái thằng học bài nó sẽ buồn, nó sẽ nghĩ là cái thằng không học bài là bằng điểm nó sẽ rất là buồn, bởi vì thằng học bài con bằng gì ta, ván ép hả? Mới vừa bung ra chém form này là nhìn cái form làm cho alo, nó ngầu nha mấy bạn hả? Không chặt rất là ngầu, chặt cũng đau. Ủa hào với ai? Ví dụ là chúng ta không lấy máu không vậy, máu không vậy, không lấy xài đầu thật các bạn. Cái này là mình đóng phim, tụi mình đóng phim thôi mọi người. Giấy mấy cái này cho anh vậy, bén lắm vậy, rất là bén, rất là bén, bén lắm à nha, bén lắm à. Bây giờ là 12 giờ mà phải ngồi ngoài đường để anh quay phim, nhưng mà ở góc tôi không ghê đâu, tôi còn ngồi trong lề, có một bạn tôi ngồi giữa cái lằn vàng luôn kìa. Sài Gòn không dễ kiếm cơm đâu mấy bạn ơi. Cái nay về mày, cái nay sinh nhật tao. Nhậu nhớ bao nước rồi. Thì đó, lấy tiền cắn bao. Thôi tôi đề nghị anh em quay luôn đi. Thôi cô xong nha cô ơi. Quay đi, ăn gì, ai cũng vậy mà. Tiêu rồi. Giờ ra chơi. Rồi, những phút giây giải trí các em đã xong. Đây là một bài học mới nhé, hãy ghi lại. Chúng ta sẽ rút ra bài học là không nên thay đồ đất sai đất con. Không nên sai đất con. Khi anh em tôi làm một đống như vậy thì bên đầu cụ báo là đã có đồ rất con về rồi. Tôi thấy khó quá nên tôi dẹp hết để quay lại từ đầu. Quay lại sáng như bình thường nha các bạn. Mà lần này là thứ mấy rồi? Lần thứ hai. Mỗi lần là khoảng 1 tiếng. Đã nói rồi, chống mẹ nào cũng được mà đừng có chống mẹ thiên nhiên. Mỗi tối đi quay.